Thưa quý vị, như vậy là tối qua, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Trịnh Văn Quyết để điều tra hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Tránh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, ông Quyết bị xác định đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để thao túng giá chứng khoán và bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC. Theo một số nguồn tin, cơ quan điều tra đã làm rõ được nhiều sai phạm của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết liên quan đến việc thổi giá cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính hàng trăm tỷ đồng. Điều đáng nói, sau vụ bán chui cổ phiếu gây chấn động hồi tháng 1, dù tài khoản của ông Quyết bị cấm giao dịch, thì Chủ tịch FLC vẫn tiếp tục có hành vi thao túng đẩy giá cổ phiếu lên hành vi sai phạm thao túng thị trường chứng khoán của bị can Trịnh Văn Quyết bị xác định được thực hiện từ đầu tháng 12 năm 2021, kéo dài đến phiên giao dịch ngày 10 tháng 1 năm 2022, phiên mà Chủ tịch FLC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu. Theo đó, ông Quyết đã vẽ ra một kịch bản khá tinh vi, chỉ đạo nhiều người cùng tham gia thổi giá cổ phiếu của chính tập đoàn mình nắm giữ lên một mức cao ngất ngường để thu hút nhiều nhà đầu tư rồi bất ngờ bán chui số cổ phiếu ông mua rẻ với mục đích hưởng lợi bất chính bị can Trịnh Văn Quyết cùng với bà Bùi Hải Huyền đã chỉ đạo nhiều người thân trong gia đình và một số người khác điều hành nhân viên công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty con sử dụng khoảng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thực hiện việc làm giá. Những cá nhân này thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán FLC với tần suất lớn nhằm tạo ra cung cầu giả để đẩy giá lên cao. Tổng số tiền bị can Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra. Những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn lại tiền.